Sáng ngày 23 tháng 4, Hội Làm vườn quận phối hợp với Hội Làm vườn thành phố tổ chức tập huấn hướng dẫn xây dựng vườn đa chức năng theo hướng hữu cơ tuần hoàn và kỹ thuật nuôi trồng thủy canh năm 2024. Tham gia tập huấn có chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên ban chấp hành Hội nông dân các phường trong toàn quận. Liên quan đến nội dung xây dựng vườn đa chức năng theo hướng hữu cơ tuần hoàn, tiến sĩ Đoàn Hữu Thanh phó chủ tịch thường trực Hội Làm vườn thành phố đã giúp các đại biểu hiểu được vườn đa chức năng là gì, đặc trưng cơ bản của vườn đa chức năng, khảo sát điều tra để xây dựng vườn đa chức năng, xây dựng kế hoạch, thiết kế chi tiết vườn mẫu, kế hoạch vật tư, phân hữu cơ vi sinh, chế phẩm vi sinh, xử lý phụ phẩm nông nghiệp thành phân bón hữu cơ, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong vườn đa chức năng, một số lưu ý khi xây dựng vườn đa chức năng. Cũng tại buổi tập huấn, bà Đặng Thị Thanh trưởng phòng chuyển giao kỹ thuật thủy sản trung tâm khuyến nông Hải Phòng đã hướng dẫn kỹ thuật nuôi thâm canh an toàn sinh học tôm, cá nước ngọt. Qua lớp tập huấn đã giúp chủ tịch, phó chủ tịch Ủy viên ban chấp hành Hội nông dân các phường nắm bắt các quy trình kỹ thuật trong xây dựng vườn đa chức năng theo hướng hữu cơ tuần hoàn và nuôi trồng thủy sản an toàn. Từ đó, áp dụng vào thực tế có hiệu quả để tạo ra các sản phẩm sạch, an toàn cho người tiêu dùng. An toàn cho người tiêu dùng.